bộ phim hành động kinh dị điệu ba lê tử thần đang làm xôn xao cả làng giải trí. Trong phim không chỉ tiết lộ mặt tối nhất của băng đảng ngầm Hàn Quốc, mà còn là một bộ phim hành động đầy kịch tính từ đầu đến cuối. Chị Đại để trả thù cho bạn, không chỉ đánh bại một toàn bộ băng đảng mà còn thực hiện cảnh tiêu diệt bằng súng phun lửa. Cảnh đó thực sự khiến người xem cảm thấy thỏa mãn đến nổ tung. Không nói nhiều nữa, hãy cùng bắt đầu vào phim nào. Tại một cửa hàng tiện lợi ở Seoul, Hàn Quốc, hai tên côn đồ cầm dao đang cướp. Họ yêu cầu người đeo kính đưa ra tất cả các vật có giá trị trong cửa hàng. Khi người đàn ông run rẩy, một phụ nữ bất ngờ không quan tâm đến sự đe dọa của tên côn đồ, đến quầy thu ngân và yêu cầu chủ cửa hàng thanh toán cho chiếc bánh mà cô vừa mua. Cô cầm một số tiền mặt lớn trong tay. Hai tên côn đồ trở nên ngơ ngác. Liệu đây có phải là thần tài đang đến đây tặng tiền không? Vậy nên, họ kề dao lên cổ người phụ nữ. Nhưng đó chính là điều người phụ nữ muốn. Người phụ nữ tên là chị Đại. Tối khi cô đến căn phòng trọ của người bạn, cô thấy bạn mình, một vũ công ba lê, tự tử trong phòng tắm và để lại một lá thư yêu cầu chị Đại giúp bạn hoàn thành ước nguyện cuối cùng. Như một người đàn ông đầy tình người, chị Đại không làm bạn mình thất vọng. Cô đã liên lạc được với tài khoản mạng xã hội của bạn mình thông qua dấu vết trên lá thư. Nhưng không ngờ đối phương rất cẩn thận và còn trả lời một cách khéo léo trong cuộc trò chuyện. Và không hiểu rõ bí mật trong đó, chị Đại đã để lộ một điểm yếu. Khi cô nghĩ rằng mình đã mất dấu vết, đối phương gọi điện thoại và chị Đại hack vào được điện thoại di động của hắn. Do đó, chị Đại không nói gì sau khi nhận được cuộc gọi, anh ta ngay lập tức đến cầu. Chị Đại đứng ở bên kia nhìn họ đi lại, thực hiện giao dịch đặc biệt. Sau khi họ hoàn tất giao dịch, chị Đại theo sau người đàn ông này. Chị Đại đi sau người đàn ông trên chiếc xe máy, đến một biệt thự ở ngoại ô. Chị Đại nhìn lướt qua rồi rời đi mà không nói gì. Tuy nhiên, vào ngày thứ hai, sau khi tên tóc dài đã rời đi trên chiếc Lamborghini của mình, chị Đại lén lút tiến vào biệt thự. Cô ấy lắp đặt máy nghe trộm trong biệt thự và khi mở tủ quần áo, cô ấy nhìn thấy nhiều đồ chơi tình dục. Cô ấy mở ngăn kéo và thấy đầy ổ cắm USB. Khi cô ấy tìm thấy một ổ cắm USB ghi vũ công ba lê, video trong đó chính là cảnh bạn mình bị nhục nhã. Đó cũng chính là lý do cuối cùng khiến bạn mình không thể chịu nổi và tự tử. Vào buổi tối, chị Đại nghe thấy từ máy nghe trộm rằng tên tóc dài sẽ đến một câu lạc bộ đêm có tên Thiên Đàng trên trần gian. Vì vậy, chị Đại lấy ra bộ giáp chiến đã được lưu giữ trong nhiều năm và khi cô ấy mặc nó và đi vào câu lạc bộ đêm để tìm tên tóc dài. Không ngờ chỉ với một cái nhìn, tên tóc dài đã sa vào bẫy. Dĩ nhiên, lý do tên tóc dài đến câu lạc bộ đêm cũng là để tìm phụ nữ. Khi tên tóc dài lái chiếc Lamborghini và dẫn chị Đại đến khách sạn để chuẩn bị thuê phòng, chị Đại đã nhận ra rằng khách sạn này không đơn giản như vậy. Vì vậy, khi theo tên tóc dài vào phòng, cô ấy đã để ý rất kỹ. Tên tóc dài nghĩ rằng chị Đại đã uống nước có thuốc. Sau đó, anh ta lấy mặt nạ giả của mình đặt lên đầu và leo lên giường. Cầm máy ảnh chụp chị Đại, anh ta muốn ghi lại từng khoảnh khắc tuyệt vời của mình. Tuy nhiên, anh ta không biết rằng anh ta sẽ phải trả giá cho những hành động trước đó của mình, vì chị Đại hoàn toàn không bị mê hoặc và tay phải của chị Đại hiện đang cầm một con dao nhỏ. Trong chớp mắt tiếp theo, chị Đại đột ngột nắm lấy con dao và đâm vào tên tóc dài. Tuy nhiên, không ngờ dù chị Đại tấn công bất ngờ nhưng vẫn bị tên tóc dài đỡ lại. Liền sau đó, họ nhanh chóng bắt đầu một cuộc chiến ác liệt. Chị Đại bị tên tóc dài đập vỡ đầu bằng một chai bia. Sức mạnh của đàn ông vẫn lớn hơn phụ nữ dù chị Đại có sử dụng con dao làm vũ khí. Chị Đại không chịu thua và tấn công trở lại. Cô còn sử dụng kỹ thuật judo của mình để đập con dao vào ngực tên tóc dài. Khi cô sắp thành công, cô bị tên tóc dài đẩy ra. Tuy nhiên, cuối cùng chị Đại vẫn giành chiến thắng và đâm con dao vào mặt tên tóc dài. Trong khi chị Đại chuẩn bị kết liễu tên tóc dài, không ngờ bên ngoài cửa có một tên khác cầm súng săn. Đó chính là nhân viên lễ tân của khách sạn trước đó. Hắn ta bắn vào chị Đại, ngay lập tức trốn chị Đại chui dưới giường và anh ta bắn mạnh về phía giường cho đến khi súng hết đạn. Chị Đại nhận thấy cơ hội, kéo cách màn trải giường và đạp đổ người tên đó. Sau đó, cô nhanh chóng rời khỏi cửa và dùng tủ để chặn cửa. Nhưng không ngờ, ngay khi chị Đại quay lại, một gã đầu chọc đứng sau cô cầm một cưa điện phát ra tiếng xèo xèo. Khi gã đầu chọc lao đến với cưa điện, chị Đại không còn lối thoát. Nhưng một cô gái mở cửa chính giữa và phản đòn, đẩy cưa điện trở lại gã đàn ông. Cưa điện quay ngược lại và cắt bỏ một phần quan trọng của người đàn ông. Người phụ nữ giả trông giống như một bà cụ bình thường, nhưng thực ra không phải. Cô ta mở cửa xe và lấy bình phun thuốc trừ sâu ra. Chỉ cần một giây, một tia lửa dài hàng trăm mét đã phun ra từ bình thuốc trừ sâu. Và đó chính là vũ khí cuối cùng mà chị Đại mua để trả thù cho bạn. Ngoài ra, cô còn có một khẩu súng nhỏ được giữ gìn cẩn thận.
Sau khi thất bại trong cuộc tấn công vào tên tóc dài đêm qua, chị Đại đã đưa cô bé giúp đỡ của mình trở về nhà sau khi thoát khỏi tình trạng bị giam giữ và làm nô lệ của tên tóc dài. Sau đó, họ có một mục tiêu chung là loại bỏ tên tóc dài. Nhưng trước khi họ bắt đầu hành động, chị Đại, người vừa trở về nhà từ bên ngoài, đã bị một tên xấu xa ẩn nấp ở bóng tối tấn công. Chị Đại bị cuộc tấn công bất ngờ làm cho hơi yếu đuối trong việc đề phòng, vì vậy cô buộc phải nhảy qua cửa sổ để chạy trốn. Mặc dù chị Đại đã thoát khỏi, nhưng cô bé nữ sinh lại rơi vào tay tên tóc dài một lần nữa. Tên tóc dài, để tìm ra vị trí của chị Đại, lại bắt đầu chuỗi hành động tra tấn tàn bạo của mình. Màn hình chuyển cảnh, một người đàn ông mất một phần quan trọng trên cơ thể ở khách sạn. Người phục vụ lễ tân, thông minh đến từng chi tiết, mở camera giám sát và thấy một người nằm bất động trên sàn. Anh ta nhanh chóng nghĩ đến việc kiểm tra, nhưng không ngờ rằng điều đầu tiên anh ta gặp là nòng súng được chị Đại đặt trên đầu anh ta. Sau khi hỏi vị trí của bé nữ sinh, chị Đại đã đưa người phục vụ lễ tân đến miền cực lạc. Liền sau đó, chị Đại đến một trường đua ngựa, trong đó cô thấy chiếc áo khoác bé nữ sinh đã bỏ lại. Điều này khiến ánh mắt của chị Đại trở nên nguy hiểm hơn. Sau đó, cô đi vào thang máy, sẵn sàng đi đến tổ chức tội phạm. Nhưng không ngờ, trong thang máy cũng có kẻ xấu, vì vậy chị Đại đã bước vào cùng họ. Khi thang máy đi xuống và cửa thang mở ra, kẻ xấu đã nằm trong một hồ nước đầy máu. Chị Đại, với vẻ dữ tợn, đi ra khỏi thang máy và đến trại trinh sát của bọn xã hội đen. Chị Đại nhìn những tên xấu xa chỉ biết trồng hoa lá của bọn xã hội đen, đập vào chậu cây với khẩu súng, và khi tất cả mọi người trong bọn nhìn chị Đại, cô nói, chúng mày biết một cô gái cao như thế nào không? Nếu chúng mày không nói cho tao biết, kết quả sẽ rất tàn khốc đấy. Tuy nhiên, những thành viên của băng nhóm này rõ ràng không coi trọng chị Đại. Lúc này, ông trùm của băng nhóm từ phòng trong ra, đổ một cốc rượu, yêu cầu chị Đại ngồi xuống và kể chuyện từ từ. Nhưng chị Đại không chơi theo quy tắc, ông trùm mạnh mẽ đã bị chị Đại bắn vào trán một cách nghiêm trọng. Các thành viên khác cũng bị kinh hãi trước hành động này. Khi chị Đại muốn tiếp tục bắn, không ngờ súng bị kẹt và các kẻ xấu trong băng nhóm đã nhanh chóng tận dụng cơ hội tấn công chị Đại. Một cuộc chiến thực sự bắt đầu ngay lập tức. Sau khi tên sỏ mỏ nhìn rõ tình hình xung quanh, băng đảng lớn mạnh của băng nhóm đã bị một phụ nữ đứng trước mặt tận hưởng sự tư lự. Chị Đại muốn giữ lại tên sỏ mỏ để hỏi về vị trí của bé nữ sinh, nhưng tên sỏ mỏ ngăn cản và không tiết lộ. Vì vậy, chị Đại đã đặt tất cả các mảnh vỡ kính vào miệng tên sỏ mỏ, xem hắn ta có thể chịu nói hay không. Chị Đại rời khỏi tầng hầm và đến trường đua ngựa trên mặt đất. Kết quả, một chiếc xe bán tải lao tới và chị Đại nhìn thấy bé nữ sinh, người đã bị hôn mê do bị đánh. Chị Đại tức giận nắm súng lên và nhắm vào kẻ lái xe bán tải. Ngay khi chị Đại chuẩn bị bấm cò, một tiếng súng đột ngột vang lên, không ai khác chính là tên tóc dài đột ngột xuất hiện từ bóng tối và bắn vào chị Đại. Kẻ lái xe bán tải đang cố gắng xin lỗi cho tên tóc dài, bắt đầu điều tiếng, nhưng không ngờ, tên tóc dài đã bắn vào kẻ lái xe bán tải từ phía sau. Sau đó, khi tên tóc dài muốn tiếp tục bắn vào chị Đại, một loạt tiếng súng kịch liệt vang lên. Đó chính là bé nữ sinh đang hôn mê nhắm súng vào tên tóc dài. Tuy nhiên, cô bé sớm hết đạn. Ngay khi tên tóc dài muốn làm gì đó xấu với cô bé, chị Đại lại bắn vào tên tóc dài. Sau đó, tên tóc dài bị bắn trúng nhiều viên đạn. Sau đó, họ kéo tên tóc dài ra bãi biển. Trước ánh mắt sợ hãi của tên tóc dài, chị Đại rút ra vũ khí cuối cùng mà cô chưa bao giờ sử dụng, súng phun lửa cuối cùng từ bà cụ. Dù tên tóc dài thì thầm xin tha thứ hoặc đe dọa rằng dù phải xuống địa ngục, chị Đại cũng sẽ tiếp tục tra tấn người bạn nhảy ba lê của mình. Nhưng dưới ánh mắt tức giận của chị Đại, cô ấn nút để cho súng phun ra lửa dữ dội, nuốt chửng tên tóc dài. Tiếng kêu thảm thiết của tên tóc dài vang lên trên bãi biển vắng vẻ. Sau đó tất cả mọi thứ của hắn ta đều tan biến trong ngọn lửa. Và cuộc trả thù của chúng ta, của chị Đại, cũng kết thúc ở đây.